Ok, chúng ta sẽ đứng thủ Tây Ban Nha. 1970. Liên hậu. Khá là dị. Nhập. Ra xe. Đẩy thì đẩy đi. Đẩy thì đẩy đi. Chết phát này đẩy rồi. À, đẩy một nước. Về tượng. Chưa biết đánh thế nào đây. Ra xe đi. Đẩy lên. Đây mình sẽ phải đưa các quân dồn sang cánh vua này. Về tượng. CTC đã mở cuộc tấn công. Về cả mã để giữ. Bí chưa? Lên mã. Có nha. Mình về mã để đẩy tốt G5. Phải tấn công mới thắng được. Cao thủ Tây Ban Nha đánh quá thận trọng. Buộc CTC phải dâng quân lên. Vào xe rồi đấy. Cũng biết đấy. Đẩy một nước. Về mã. Rồi, nước lên vua để an toàn vua thôi. Tình khó quá. Khó quá anh em ạ. Chơi. Tôi đang lên. Tôi đang lên tiếp tục. Quân mở này mình chưa làm gì được. Giờ làm nào đây? Rồi, nước để phát triển tượng thôi. Lên hậu thì mình sẽ vào hậu để kiểm soát u F6 tránh nước chiếu. Bây giờ cột E đã được mở, à cột D đã được mở rồi. Bây giờ mình sẽ phải chồng xe lên. Rồi con mã chưa làm gì được. Mục tiêu của mình sẽ là chồng xe. Lên đổi tượng.
Đó, mình đã chiếm được cột E. Nó là mấu chốt của bản đấu này. Rồi, mình đe dọa tấn công tốt này để trắng lùi tượng về. Nhưng mà thực chất là mình lại tấn công tốt này. Đánh vòng vèo khó hiểu của CTC. Lên tượng. Chấp nhận mất à. Lốt tượng ăn về rồi, mình đang hơn một tốt, chưa có gì. Lên tượng đây vẫn là để chặn con tốt này. Bây giờ thì anh mới đưa xuống, chưa biết để làm gì. Định đưa đi đâu? Thì mã. Rồi, lúc đổi quân rồi. Mình sẽ có lợi thế tốt thông nếu mà chẳng ăn. Không dám ăn. Nó mã lên. Khó nhỉ, chưa làm gì được. Nước vòng vèo như vậy. Đây là nước để mình chiếm quân mở thôi. Chưa làm gì được. Lên vua. Lên vua có phải nước sai lầm. Chúng em mình sẽ phải đẩy tốt. Ăn. À không được. Ăn không. Mất không. Lên đi. Rồi. Trắng sắp hết giờ rồi. Chiếu à. Không ăn. Xuống hết giờ đi. Lên hậu. Úi giời, ván đấu trắng đã đánh quá chắc chắn, thành ra là anh thua vì hết giờ.